nước dành cho những người con tiền tuyến. Trong những ca khúc viết mẹ về mẹ hiện nay thì theo mình ấn tượng về ca khúc Tình Mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Mỗi lần nghe ca khúc này thì mình cảm thấy mình xúc động, nhớ về mẹ mình. Trong những cái ca khúc viết về mẹ thời hiện nay thì cái ca khúc Gặp Mẹ Trong Mơ là cái ca khúc mà mình yêu thích nhất. Đây là một ca khúc nước ngoài nhưng mà khi được dịch sang lời Việt thì nó cũng rất là gây cảm động cho mình khi nghe, mỗi lần nghe ca khúc này. Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ. Cầu từ chốn xa mong ước con yên bình, mẹ thật hiền tựa nắng mai ấm ôm con tháng ngày. Giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn? Nhìn cánh đồng xa xanh, con nhớ mong về mẹ. Mẹ trở về với con nằm mắt bên mái nhà. Từ bầu trời rất cao mong ước con yên bình, mẹ ngồi buồn ở chốn xa nhớ thương con vắng mẹ. Gửi về mẹ nhiều cánh hoa, thắm sương long lanh giữa núi đồi. Chợt giật mình tình giấc mơ, sao không thấy mẹ? Nghẹn ngào thương mẹ bao la, mong đến bên mẹ hiền. Mẹ ở lại với con nhé, con nên với mẹ. Mẹ nguyện cầu và ước mong con sống trong yên lành. Mẹ hiền nào biết không, con chỉ mong có mẹ.